Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Mẹ Tắm Channel. Hôm nay Mẹ Tắm sẽ chia sẻ công thức bánh bông lan thơm ngon đặc biệt nha. Mọi người hãy cùng bắt đầu với mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần bánh bông lan nha. Các bạn chuẩn bị 5 quả trứng gà, 50g sữa tươi không đường, 100g bột mì, 10g bột bắp, 50g dầu ăn, 120g đường, 2g muối, 1 muỗng cà phê nước chanh và tinh chất vani nha. Bây giờ mình sẽ đi tách lòng trắng và lòng đỏ của trứng gà. Các bạn tách cẩn thận, không cho lòng trắng và lòng đỏ dính vào nhau nha. Và mình sẽ đánh tan cái lòng đỏ này ra nè. Mình sẽ cho vào đây 10g đường và sau đó sẽ đánh đều lên. Các bạn đánh cho đường nó tan hết ra nha. Khi mà cái phần đường nó tan rồi thì mình sẽ cho 50g sữa và 50g dầu ăn vào. Và các bạn cũng đánh lên nha. Đánh đến khi nào mà các bạn không thấy cái phần dầu ăn nó nổi ở trên nữa. Và bây giờ mình sẽ cho phần bột vào luôn nha. Mình dùng 100g bột và 10g bột bắp nha. Và mình sẽ cho 1/2 muỗng cà phê muối vào. Và sau đó các bạn trộn đều lên nha. Khi mà các hỗn hợp hòa quyện thì mình dừng lại. Mình cũng không trộn quá nhiều nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho 1 muỗng cà phê tinh chất vani vào và trộn đều lên luôn nha. Cái tinh chất vani này mình có thể bỏ qua nha. Nếu mà mình không thích thì mình không cần bỏ vào cũng được. Và bây giờ mình sẽ đi làm nóng lò ở 160 độ C trước khi đánh lòng trắng nha các bạn. Bây giờ các bạn cho nửa muỗng chanh vào nha. Sau đó mình dùng máy đánh trứng đánh đều lên. Các bạn đánh lúc đầu thì mình để ở mức độ chậm thôi nha các bạn. Mình đánh trong vòng 1 phút rưỡi thì với cái phần lòng trắng của mình nó đã bong lên như thế này rồi nè. Và bây giờ mình sẽ cho đường vào nha. Các bạn chia đường ra và cho vào từ từ nha các bạn. Các bạn có thể chia nhỏ phần đường ra làm 3 đợt nha. Khi mà cái phần đường tan hết thì mình sẽ tăng lên cái tốc độ cao hơn. Hoặc là các bạn bấm lên cái mức độ cao nhất để cho cái phần trứng nó được mau bong hơn nha các bạn. Khi các bạn đánh trứng, các bạn thấy cái phần trứng nó cứng lại thì mình hạ về mức độ nhỏ nha. Các bạn kiểm tra cái chóp, nó hơi ngoặt xuống như thế này
là bông cũng còn mềm quá. Bây giờ mình sẽ đánh 40 giây nữa là được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần lòng trắng này, mình sẽ trộn với cái phần lòng đỏ hồi nãy nha. Rồi sau đó các bạn trộn đều lên. Các bạn có thể trộn bằng phới, hoặc là các bạn trộn bằng phới lòng cho nó nhanh hơn nha. Mình sẽ sử dụng cái phới lòng này và mình trộn nó lên. Trộn nhẹ tay, hất từ dưới lên trên nha các bạn. Sau khi trộn bằng phới lòng thì bây giờ mình sẽ trộn bằng phới dẹp nha các bạn. Mình trộn một chút nữa rồi mình cho vào khuôn luôn nha. Với số lượng này thì các bạn có thể sử dụng khuôn 18cm hoặc là 20cm. Vì mình không muốn bánh nó dày nên là mình sẽ dùng khuôn 20cm nha. Bạn nào muốn bánh nó cao, nó dày thì các bạn sử dụng khuôn nhỏ hơn nha. Lúc mà mình đổ như thế này, thấy rất là đều nha. Không có lòng trắng một bên và lòng đỏ một bên nha các bạn. Nếu như mình thấy nó tách á, tí nữa mình nướng bánh xong thì cái bánh của mình nó sẽ không đều và nó sẽ bị xẹp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đập vài cái như thế này nha, cho nó bể cái bọt bong bóng bên trong á, và mình cho vào lò mình nướng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng một cái giấy bạc mình che trên cái miệng nha, để bánh không bị nứt ở mặt trên đó các bạn. Mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ 150 đến 160 độ C nha các bạn. Nướng trong vòng 55 đến 60 phút tùy lò nha. Bánh nướng trong vòng 25 phút thì mình sẽ lấy cái giấy bạc ra nha các bạn. Sau khi bánh đã nướng đủ thời gian thì bánh cũng đã chín thì mình sẽ tắt bếp và mở cửa lò ra để bánh nghỉ trong vòng 5 đến 10 phút nha các bạn. Khi mà lấy bánh ra thì các bạn thổi nhẹ như thế này để bánh được tách ra, và mình để trên một cái chén như thế này nè. Mình lấy nhẹ nhàng ra nha các bạn. Wow, bánh của mình rất là thơm nha. Bây giờ mình sẽ đi nướng cái phần trứng muối này nha. Các bạn cho trứng muối lên vỉ, các bạn quét một lớp dầu lên trên đó và nướng trứng. Mình sẽ nướng trứng trong vòng là 8 phút ở nhiệt độ là 150 độ C nha các bạn. Và bây giờ mình cùng đi làm sốt phô mai trứng muối nha các bạn. Các bạn chuẩn bị các nguyên liệu sau: 2 miếng phô mai bò cười nè, 2 lát phô mai burger, 20g đường, 2g bột bắp, 2 trứng muối, 40ml whipping cream và 120 sữa tươi không đường nha. Mình sẽ đánh nhuyễn cái phần trứng này. Các bạn cho 12g đường này vào. Trộn đều lên. Sau đó các bạn cho cái phần sữa tươi vào
và whipping vào luôn nha. Mình sẽ rây qua một lần để cho nó mịn nha các bạn. Phần trứng muối khi mà mình đánh tan vào sốt thì nó sẽ tạo cho cái sốt mình có một vị rất là ngon nha các bạn. Mà cái màu nó cũng đẹp nữa. Bây giờ mình sẽ cho cái phần sốt vào trong chảo. Các bạn cho 2 miếng phô mai bò cười vào, cùng với lại 2 lát phô mai burger vào luôn nha. Sau đó mình cho 2g bột bắp vào và khuấy đều lên nha. Bây giờ mình sẽ cho lên bếp và mở lửa nhỏ nha các bạn. Các bạn nhớ khuấy sát đáy nồi và khuấy thật đều nha. Bây giờ mình sẽ cho nửa muỗng cà phê tinh chất vani vào và bắt các bạn khuấy đến khi nào cái nồi sệt lại thì thôi nha. Bây giờ thì xong rồi, mình nhấc nồi ra khỏi bếp và cho ra tô nha. Và các bạn hãy phin cái tô lại và đẩy sát xuống phần sốt luôn nha, để cho nó không bị đọng nước với lại nó không bị khô cái mặt á. Đợi sốt nguội rồi mình sẽ cho vào cái túi bắt kem như thế này nha. Bây giờ mình sẽ đi làm phần sốt dầu trứng nha. Các bạn chuẩn bị giúp mình một lòng đỏ trứng gà, 1/2 muỗng cà phê muối, 12g đường, 70-100ml dầu ăn, 1/2 thìa nước cốt chanh nha. Đầu tiên mình sẽ cho 1/2 muỗng cà phê muối và 12g đường cùng với lại muỗng nước cốt chanh. Mình đánh đều lên, cho đường và muối tan ra. Bây giờ mình chuẩn bị một thau nước sôi. Ít nước sôi thôi nha các bạn. Mình để bát trứng lên và đánh nhanh tay nha. Mình đánh thật nhanh trên cái bát nước sôi này. Mình làm như vậy để xí nữa mình bỏ dầu ăn vào thì dầu ăn sẽ không bị tách nha. Khi phần đường tan hoàn toàn và trứng hơi sệt như thế này và màu cũng nhạt thì mình bỏ nước sôi đi nha. Đồng thời mình sẽ cho dầu ăn vào. Các bạn cho dầu ăn vào từ từ thôi nha. To từng muỗng vào như thế này và mình sẽ đánh đều tay. Sau mỗi lần cho dầu vào thì mình lại đánh đều như thế này để cho dầu tan hoàn toàn nhé. Rồi mình cứ làm như vậy cho đến khi nào mà trứng nó đặc quệt lại. Các bạn thấy
cái phần trứng của mình nó đặc hơn và nó cũng chảy chậm hơn. Vì muốn cái phần sốt nó đứng và đặc hơn nữa thì mình sẽ cho thêm dầu và mình lại đánh tiếp. Bây giờ mình sẽ kiểm tra, mình nhấc sốt lên và vẽ vài đường á, mà cái phần sốt nó không bị hòa quyện lại thì phần sốt đã được rồi nha. Mình cho ra túi bắc kem. Bây giờ mình đi làm cái phần hoàn thiện bánh nha. Mình có đủ topping rồi nè. Mình có trứng muối, phô mai, châm bông và sốt nha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần sốt lên bánh nha. Các bạn cho từ từ và dàn đều tay ra nha. Sau đó mình sẽ cho dâm bông, bò cười, trứng muối và phần sốt dầu trứng luôn nha. Bánh bông lan, trứng muối, trà bông. Bây giờ mình sẽ cắt thử một miếng nha. Bánh thật là mềm. Wow, bánh rất là ngon nha các bạn, rất là thơm luôn. Mềm và mịn lắm. Mời các bạn dùng nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé.